Ngày 1 tháng 1, theo đúng thông lệ hàng năm, sẽ có một cặp đôi bị tờ Dispatch Hàn Quốc khui chuyện hẹn hò. Năm nay, lên thất là hai diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, Hyun Bin và So Jin. Trang Dispatch tung hàng loạt ảnh hẹn hò của tài tử Hyun Bin và So Jin, cho biết họ qua lại từ tháng 3 năm 2020, ngay khi hạ cánh nơi anh kết thúc. Paparazzi cũng chụp được khoảnh khắc đôi uyên ương đi tập thể dục cùng nhau. Nguồn tin nói họ thường đi vòng quanh sân Gold ở tỉnh Gang Quân tâm sự mỗi khi nghỉ giải lao. Năm lần bảy lượt dính tin đồn hẹn hò và thậm chí còn bị bắt gặp hẹn hò ở Mỹ từ năm 2019. Lần này, cặp đôi hạ cánh nơi Anh đã được chính hôn thân showbiz tung bằng chứng. Vốn được coi là bảo chứng cho các tin đồn hẹn hò, người hâm mộ có thể yên tâm được rằng cặp đôi này đang thật sự yêu nhau và đã bên nhau được 8 tháng. Theo Dispatch, năm 2018, cặp đôi cùng nhau ra mắt bộ phim Negotiation và từ đó tin đồn hẹn hò bắt đầu trội lên. Hồi đó, hai người sao khẳng định chỉ là bạn, nhưng thật ra không phải như thế. Tháng 1 năm 2020, họ đã bị bắt gặp hẹn hò ở siêu thị tại Los Angeles, Mỹ, dấy lên tin đồn về đám cưới thế kỷ. Dù cả hai vẫn khẳng định là bạn bè và chỉ cùng gặp gỡ nhóm bạn ở đó, nhưng dân tình vẫn bán tính bán nghi. Một phóng viên giải trí thậm chí còn tiết lộ họ đã kết hôn sau khi đóng chung drama Hạ Cánh Nơi Anh. Phía quản lý của Hyun Bin một lần nữa lên tiếng phủ nhận. Dispatch đã vào cuộc và chụp được hình ảnh hai ngôi sao, thậm chí còn đi chơi thể thao cùng nhau, cùng đến trung tâm đánh gôn ở tỉnh Gang Quân mỗi khi có thời gian. Hyun Bin tự học đánh gôn tại địa điểm này, thậm chí còn dạy Son Ye Jin một số động tác để cùng nhau chơi khi có cơ hội. Hyun Bin và Son Ye Jin thỉnh thoảng cùng các diễn viên hậu bối tụ tập, Cặp đôi thường có thể trò chuyện tốt hơn khi ở riêng. Sở thích chung là chơi bộ môn sang chảnh golf cũng là yếu tố quan trọng góp phần khiến hai ngôi sao đến gần với nhau hơn. Sở thích chung là chơi bộ môn sang chảnh golf cũng là yếu tố quan trọng góp phần khiến hai ngôi sao đến gần nhau hơn. Tuy nhiên, vì Hyunbin phải trời hàng đi Jordan để quay phim Negotiation vào tháng 7 và Seo Ye-jin bận rộn chuẩn bị cho màn post ở Hollywood với bộ phim Cross nên cả hai không có nhiều thời gian gặp gỡ. Tin tức hẹn hò của cặp diễn viên đình đám nhất hiện nay gây xôn xao các diễn đàn châu Á. Trên band, Instagram, Twitter, đa số fan ủng hộ mối quan hệ. Nhiều người nói không cần Hyo Bin, Shoye Jin xác nhận hẹn hò mà mong họ thông báo kết hôn. Cộng đồng fan đôi diễn viên nói vui sẽ mở tiệc ăn mừng 7 ngày 7 đêm nếu thần tượng cưới năm nay. Khi quay hạ cánh nơi anh, hai người chìm đắm trong nhân vật, không thể xác định trái tim của đôi bên. Không biết đó có phải là tình yêu, sau khi phim kết thúc, hai người dân nảy sinh tình cảm nhung nhớ khi xa cách. Dispatch viết, Hai người đều bận rộn với công việc, nhưng càng bận càng không thể gặp mặt, thì họ càng nhớ nhung đối phương. Dispatch viết, Hyo Bin tên thật là Kim Tang chạm ngõ màn ảnh năm 2003, nổi tiếng với Tôi là Kim Samsung, Thế giới họ đang sống, đóng cùng với Son Hye Kyo, khu vườn bí mật. Son Ye Jin có 21 năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu với hương mùa hè, cổ điển Tuyết tháng Tư và em sẽ đến. Việc khôi tin hẹn hò của giới nghệ sĩ vào ngày đầu năm trở thành truyền thống của trang Dispatch. Năm 2013, họ tung bằng chứng Bidren và Kim Hy yêu nhau. Cặp sao sau đó lập tức thừa nhận. Năm 2014 là Yuna và Lee Siogi. Năm 2015 là Lee Jungye và Kim si -ryu dispatch thường thông báo trước với nghệ sĩ và công ty quản lý khi có ý định đăng tin tức yêu đương để đôi bên lên kế hoạch ứng phó tình huống có thể xảy ra